Hoành Lương, từ cô bé bốc vác đến vũ danh hiệu của bóng vàng Việt Nam. Phút thứ 16, lượt trận thứ hai, bảng B, AFF Cup 2008. Hoành Lương bất ngờ ra chân từ ngoài vòng 16m50, bóng đã đi vào lưới Malaysia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hình ảnh cậu bé mới chỉ 20 tuổi, khoác người xuống rút lá cờ Tổ quốc nhỏ trong ống đồng, chạy thẳng về phía biên ngang và ôm lấy huấn luyện viên Calisto đã khiến cho nhiều người rớt nước mắt. Cũng sau khoảnh khắc này, một hành trình dài tuyệt đẹp cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 đã được mở ra. Còn với Thành Lương, một tương lai rực rỡ đã đến với anh từ đó. Phạm Thành Lương sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988 tại thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Nếu như đa phần các cầu thủ đều từng tham gia các giải nhì đồng, được phát hiện tài năng từ khi còn nhỏ, thì con đường đến với bóng đá của Thành Lương muộn hơn rất nhiều. Thành Lương từng tham gia tập luyện trong đội bóng Hà Tây, nhưng theo được một thời gian thì đội bóng này lại giải tán. Lương lại về lặn lội theo tập cùng đội Đường sắt Việt Nam, dù phải thuê trọ một nhà kho bỏ hoang. Thời gian đó, anh cũng phải đi làm thêm công việc bốc vác ở xưởng để trang trải cho cuộc sống. Đây cũng là nơi bắt đầu cái duyên của anh vào Bầu Hiền. Với niềm đam mê bóng đá, Bầu Hiền thường tổ chức các giải đấu phong trào để công nhân trong cơ quan có cơ hội giao lưu với nhau. Còn Thành Lương thì đang theo anh trai là một công nhân bốc vác cho nhà máy, nên khi có giải đấu thì cũng đăng ký tham gia. Ở giải đấu dành cho công nhân năm đó, Thành Lương đã thể hiện vô cùng xuất sắc. Anh hoàn toàn khác biệt so với phần còn lại và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Bầu Hiền. Một cầu thủ thân hình nhỏ bé nhưng sở hữu cái chân trái khéo léo và chơi tấn công rất hay đã khiến cho Bầu Hiền quý mến và không tiếc tiền thưởng tặng cho anh. Dù vậy, ở vào thời điểm đó, Bầu Hiền vẫn chưa có ý định làm bóng đá, nên câu chuyện cảm động của ông và Thành Lương cũng chỉ dừng lại ở đó. Nhưng rồi, bẵng đi vài năm, trong một dịp Bầu Hiền bật TV lên theo dõi trận đấu bóng đá, ông ngỡ ngàng khi cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên sân lại chính là cậu bé gầy gò năm nào tung hoành ở giải phủ do ông tổ chức. 55 tuổi, Thành Lương đến với đội trẻ của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB. Sau 2 năm gia nhập đoàn đào tạo ACB, Lương cùng Hà Nội ACB tham dự giải vô địch bóng đá U21 Việt Nam tại Bình Định và đoạt hạng nhì với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau giải U21 năm đó, Phạm Thành Lương được chuyển hẳn lên đội 1 của Hà Nội ACB và tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam. Năm 2008, mặc dù câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ACB thi đấu không thành công tại giải vô địch bóng đá Việt Nam và phải xuống hạng, nhưng Thành Lương vẫn được huấn luyện viên Henrique Calisto gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2008. Dù mới chỉ 20 tuổi, Thành Lương đã được gọi lên tuyển. Ở thời điểm đó, dân làng và người quen Thành Lương cũng không thể tin khi nói rằng mình đã được gọi lên đội tuyển quốc gia. Chỉ đến khi bật TV lên, mọi người mới biết cậu bé Thành Lương nói thật. Trong sự nghiệp cầu thủ thì việc đạt các danh hiệu ở cấp câu lạc bộ dễ hơn đội tuyển quốc gia rất nhiều. Có những người thi đấu thành công và vô địch rất nhiều ở cấp độ câu lạc bộ nhưng lại không có duyên với đội tuyển quốc gia. Nhưng với Thành Lương lại khác. Ngay trong lần đầu lên tuyển, anh đã góp công lớn vào chiến tích vô địch của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Ở giải đấu đó, Thành Lương được nhiều người biết đến lần đầu tiên sau bàn thắng vào lưới Malaysia. Phút thứ 16, lượt trận thứ hai, bảng B, giải bóng đá AFF Cup 2008. Thành Lương bất ngờ ra chân từ ngoài vòng 16m50, bóng đã đi vào lưới Malaysia trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hình ảnh chàng trai nhỏ bé khom người xuống, rút lá cờ Tổ quốc nhỏ trong ống đồng ra và chạy thẳng về phía biên ngang, ôm lấy huấn luyện viên trưởng đã khiến cho tất cả cay mắt. Trước trận đấu với Malaysia, Việt Nam đã bị đặt biết bao nghi ngờ khi để thua Thái Lan trong trận đầu ra quân. Nhưng bàn thắng của Thành Lương đã xóa đi tất cả nghi ngờ, đem lại rất nhiều sự tin tưởng cho các đồng đội. Chung cuộc Việt Nam thắng 3-2 trong trận đấu đó, rồi mở toang cánh cửa đến bán kết, chung kết và sau này là ngôi vô địch AFF Cup 2008. Với những thành công của đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá AFF Cup 2008, Thành Lương đã giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam năm 2008. Và một năm sau, Lương cùng U23 Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games. Cá nhân anh đã vượt qua những cái tên nổi bật như Vũ Phong hay Tấn Trường để đoạt quả bóng vàng Việt Nam lần đầu tiên. Thành Lương cũng là cầu thủ đầu tiên đang thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia nhận được danh hiệu cao quý này. Năm 2011,
Thanh Lương lần thứ hai nhận được danh hiệu của bóng vàng. Mặc dù không cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành thứ hạng cao tại SEA Games 26 và câu lạc bộ Hà Nội ACB cũng không có kết quả thi đấu tốt trong mùa giải 2011, nhưng Thanh Lương vẫn ghi được những dấu ấn riêng bằng lối chơi kỹ thuật, nhiệt tình với phong độ cao ổn định. Quả bóng vàng năm 2014 là lần thứ 3 Phạm Thanh Lương bước lên bục vinh quang, sánh vai với Lê Công Vinh và Lê Huỳnh Đức. Sau đó, Thanh Lương tạo lên lịch sử vào năm 2016 khi giành quả bóng vàng lần thứ 4 trong sự nghiệp. Qua đó, trở thành ngôi sao độc nhất vô nhị về giải thưởng cá nhân trong làng bóng đá Việt Nam. Khi thời gian dần tạo ra những ảnh hưởng tới Thanh Lương, anh lựa chọn cách rút lui đầy bất ngờ. Năm 2016, Thanh Lương giã từ đội tuyển quốc gia sau thất bại trước Indonesia. Sau này, Thanh Lương đã tiết lộ lý do chia tay của mình. Tôi không phải từ chối nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia, mà thấy mình nên dừng lại để tạo cơ hội cho các đàn em. Sau khi Thanh Lương chia tay đội tuyển, bóng đá Việt Nam đã phải nhận thêm nhiều thất bại cay đắng trước khi sang trang với triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo. Sự xuất sắc của thế hệ Văn Hậu, Quang Hải khiến cho ít nhiều người hâm mộ đã vơi bớt đi nỗi nhớ Thanh Lương. Và tháng 4 năm 2019, Thanh Lương từng được nhà cầm quân người Hàn Quốc mời trở lại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, Thanh Lương đã từ chối. Nếu thầy Park hay đội tuyển gặp vấn đề hay ở thời điểm gặp khó khăn, tôi không bao giờ dám từ chối lời đề nghị trân trọng như thế. Thế nhưng, lâu nay, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển quốc gia đều chơi tốt, mọi thứ đều đang rất ổn. Thế nên, tôi thấy sự trở lại của mình là không cần thiết. Với việc tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Thanh Lương đã trở thành nội binh thứ hai trong lịch sử đội bóng, chạm mốc 10 năm thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội từ 2013 đến 2022. Bản thân Thanh Lương kể từ khi đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp cũng chỉ khoác áo và cống hiến cho các đội bóng tại thủ đô. Người ta nói lương dị bởi vì anh có một chân ngắn hơn chân kia tầm 1 cm, cái thật khá giống với huyền thoại Galincha. Anh chơi bóng khi đối phương áp sát, sử dụng một chân làm trọng tâm và chân kia thoăn thoắt qua lại với hàng loạt các động tác giả, rồi ngay sau đó là một loạt những pha đảo chân, những pha đảo người qua mặt đối phương để bứt tốc và tạt vào cho đồng đội, hoặc sút một cú sút trời giáng với cái lòng bàn chân trái của mình. Nhưng cái dị thứ hai còn khiến cho người ta nể phục hơn, đó là sự giản dị. Trước khi trở thành ngôi sao bóng đá, Thanh Lương từng có tuổi thơ khó nhọc, nên anh rất hiểu giá trị của hạnh phúc mà cuộc sống và nghề nghiệp bóng đá mang lại. Hà Nội ACB, câu lạc bộ mà Thanh Lương từng khởi nghiệp, vốn là một trong những môi trường đầy phức tạp, nhất là đối với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu, khi được đôn lên đội 1, Thanh Lương luôn giữ cho mình sự vững tâm để nói không trước mọi sự cám dỗ. Thay vì lao vào các cuộc ăn chơi sau buổi tập, Thanh Lương dành phần lớn số tiền ít ỏi của mình gửi về cho gia đình. Thanh Lương rất trân trọng những đồng tiền mà anh kiếm được, đến mức anh từng thắc mắc vì sao một đôi giày bóng đá lại tốn kém như thế. Trong cuộc sống với các đồng nghiệp cũng như vậy, Thanh Lương không bao giờ có khái niệm ngôi sao. Anh kính trên, ngưỡng dưới, tôn trọng đàn anh, giúp đỡ đàn em, hết mình và không bao giờ giấu giếm. Và đó là lý do vì sao khiến cho người ta yêu mến, cảm phục chàng trai nhỏ bé này. Văn Quyết đầy khôn ngoan, Thanh Lương cú đá ngay. Chuyện gì đã xảy ra vậy khi mà đội bóng của Toshio Mira đang thăng hoa thực sự? Thanh Lương có phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời, đã chơi rất thăng hoa cho đến lúc này, nhưng có lẽ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ là Thanh Lương lại tạo ra một khoảnh khắc diệu kỳ đến vậy. Không thể tin nổi, không thể tin nổi là Thanh Lương lại tạo ra một quả đá đẳng cấp cao đến thế. Chúng ta chuẩn bị thưởng ngoạn lại cú đá mà bóng đi liền khiến cho thủ thành của đội bạn con nối thêm tay cũng khó lòng có thể ngăn cản. Ba bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được trong trận đấu ngày hôm nay đều là những bàn thắng mà rất hiếm khi các cầu thủ của chúng ta ghi được ở những trận đấu quốc tế. Pha sút xa của Hoàng Thịnh, tình huống băng xuống tuyệt vời của Minh Tuấn, và vừa rồi là cú sút bằng chân trái rất kỳ diệu của Thanh Lương. Tất cả đều mang đến những cảm xúc khó quên dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, một vị trí mà chắc chắn là rất khó ghi bàn.
nhưng Thành Lương vẫn tạo nên một cú sút xa bằng má ngoài chân phải, một tình huống mà Thành Lương đã khiến cho thủ thành của đối phương một lần nữa phải bất ngờ. Bóng đi với một quỹ đạo đúng là khó đoán, và lời giải nơi hàng phòng ngự của Philippines là rất khó khăn.